Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 77 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 338 Cơn giận của Thiên Phạt Hạt trùng tiêu gật đầu khẳng định, sau đó nói tiếp. Điểm đó đệ rất tin tưởng. Lúc đó hắn đã từng dùng khí để mà thí nghiệm một lần ở trên người của đệ và lão tứ. Quả thật sau khi mà trải qua việc hắn thúc dục công pháp nguyên khí trong cơ thể của đệ, không chỉ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí bình cảnh đã trải qua rất nhiều năm của bọn đệ cũng có dấu hiệu đột phá, cho nên chuyện hắn có thể giúp chúng ta tiến dài để có thể bảo chứng, việc này không có gì nghi ngờ cả. Hạc Trùng Tiêu nghiêm túc nói, nguyên lai thật sự có loại chuyện này à? hát Bào Nhân Thi Thảo nói, âm thanh có phần mờ ảo đã như vậy các ngươi không có gì đáng trách nhưng lúc ấy vì sao mà ngươi không thử cùng vị lão tứ liên thủ bắt hắn nếu như có thể hoàn toàn khống chế người này ở trong tay vậy thì một lần vất giả, suốt đời nhàn nhã rồi cho dù thực lực cao tới đâu nếu so ra có lẽ cũng kém lệ tuyệt thiên sao giới thế tục làm gì còn siêu cấp cao thủ nữa ngươi mà liên thủ cùng vị lão tứ nếu như lộ ra nguyên hình tuyệt sẽ không thua tuyệt thiên chí tồn tối thiểu cũng có thể thử mà hạt trùng tiêu cười khổ một tiếng nói lão đại ngài tưởng là bọn đệ không muốn làm thử sao lúc ấy bọn đệ đã đứng ra so đấu chính là cũng nghĩ tới cái chuyện này ngài lại không biết chứ lúc ấy người nọ cho bọn đệ có cảm giác áp bách rất lớn chỉ bằng vào khí thế nói không dễ nghe cảm giác so với lão đại ngài còn mạnh hơn nhiều hơn nữa, chỉ bằng do việc người ta có thể trợ giúp chúng ta tăng lên tu vi, thực lực khẳng định sẽ không kém rồi. Nếu mà bọn đệ không có cách nào dùng một kích đắc thủ, phóng chừng, chuyện tiếng dài dĩ nhiên sẽ bị chôn dùi luôn. Ba lượt so tài, cuối cùng đệ cùng với lão hùng cam bái hà phong, căn bản không phải là đối thủ của người ta. Ngài cũng không phải không biết, chuyện này đối với chúng ta mà nói, rất có sức hấp dẫn. Đệ cùng với lão tứ đã bị dây bình cảnh gần 40 năm rồi. Mặc dù là nhiều năm không thấy nhị ca, thế nhưng chưa chắc hẳn đã thành công tiến dài, không chừng còn thuộc lui nữa. Giả lại lúc ấy, người nọ đưa ra yêu cầu rất đơn giản, cũng chỉ là muốn bọn đệ cản trở quyết hồn sơn trang, bắt thượng, cùng với việc đem con trai của lệ tuyệt thiên đánh cho một hai tháng, không thể xuống giường được, thật sự không phải là việc khó khăn. Cho nên, đệ cùng lão tứ không có thương lượng với ngài liền đáp ứng ngay. Quả thật, chuyện này chính xác là không có gì khó, so ra chúng ta vẫn là chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng, vì sao mà chuyện tình lại đến bước này, sao lại đem nửa thiên hạ quyền giả tụ tập trước cửa nhà chúng ta? Thân thể của ác bạo nhân hơi nghi ngã. Thật ra bản ý của đệ là thừa dịp ban đêm phóng một mồi lửa đem quyết hồn sơn trang đốt sạch sau đó đích thần xuất thủ thừa dịp loạn đem con trai của Lệ Tuyệt Thiên đánh cho một trận, xong việc. Nếu như thuận lợi, tuyệt đối có thể làm như là thần không biết, quỷ không hay. Nhưng mà lão hùng, lão hùng hắn không ngờ, trong lúc ba ngày ban mặt, nhảy vào huyết hồn sơn trang, kêu to la hét muốn đánh què chân của lệ đàn dân. Lại còn chủ động kiêu ngạo đem bảo lệ đàn dân tự chặt đứt chân của mình. Đừng nói là lệ tuyệt thiên, cho dù là đệ cũng không đáp ứng chuyện này hạt trùng tiêu hung hăng tố cáo hùng khai sơ tam ca cái con cái con bà ngươi hạt lão tam ngươi sao mà bán đứng ta vậy không phải là ta cũng muốn nhanh làm xong việc sao theo như chủ ý của ngươi sẽ làm chậm mất bao nhiêu thời gian chứ hơn nữa lén lút như vậy cũng đâu có đã ghiền dạng nhất xong việc người ta biết lại nói chúng ta là con rùa rụt đầu thì sao Hùng Khai Sơn đỏ mặt thiếu tài kêu lên. Mà còn chưa nói xong, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh, lập tức không dám lên tiếng nữa. Sao biết Quyết Hùng Sơn Trang lại đương nhiên không thèm nói nhiều với Lão Hùng. Ngay ngày hôm ấy trực tiếp đánh, chúng ta còn chiếm phần thượng phong. Những người kia đã bị thương rồi, thế nhưng lệ đàn dân Thủy chung lại trốn tránh không ra mặt. Nhưng mà đến ngày hôm sau, chúng ta lại tới, sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu cũng xuất hiện tại quyết hồn sơn trang có hắn tọa trấn chúng ta tự nhiên rất khó chiếm được tiện nghi cứ như vậy mà liên tục đánh mấy ngày nguyên bản cho dù thế nào cũng không phải là đại sự gì tuy nhiên lễ đàn dân lại chưa thể sửa được mà cả quyết hồn sơn trang cơ hồ đã bị phá rồi thế nhưng vào thời điểm mấu chốt này lệ tuyệt thiên lão cẩu không ngờ lại trở về hạt trùng tiêu liếm liếm màu dưới không có nói gì thêm nữa ánh mắt có phần né tránh trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Các người tìm tới cửa nhà của người ta gây chuyện còn yêu cầu con người ta là thiếu trang chủ tới để mà cho các ngươi chặt chân à. Người quái gỡ mới hợp tác với các ngươi như vậy thôi. Các ngươi còn tức giận cái gì? Dựa theo suy nghĩ của các ngươi phóng chừng lệ tuyệt thiên lập tức tức chết rồi. Quyết hồn sơn trang lớn như vậy cả đời tâm quyết của hắn có tới phá ra thành cái dạng vậy á thế lực lớn như thế có thể chịu được sự nhục nhã vậy sao? Hát bào nhân cười lạnh hai tiếng. Hai người các người thật là cho thiên hạ không có ai sao. Thật sự buồn cười. Lúc trước âm thầm làm cái việc đó thì cũng thôi đi. Còn ngang nhiên lên tiếng. Hùng khai sơn. Ta đều nghe nói là hùng tâm gan báo. Ta lại muốn móc ra để mà nhìn xem. Mật gấu đến tột cùng là to hơn hay là gan báo lớn hơn chứ hùng khai sơn cứng họng e hèm hai tiếng trực tiếp khép cái miệng rộng còn sao thì sao hát bào nhân truy vấn về, về sau đánh tiếc, sau đó để đột nhiên phát hiện trên người của lệ tuyệt thiên có khí tức đặc dị của quyền đan ba động tựa hồ đã nuốt một loại quyền đan nào đó hơn nữa thấp nhất cũng là cửu cấp cùng loại với khí tức của báo dương nhưng mà còn chưa có vận hành được thế cho nên đệ mới lập tức nổi lên lòng nghi ngờ trên mặt hạt trùng tiêu hiện lên vẻ phẫn nộ nói vào hai năm trước bảo dương mất tích một cách kỳ lạ để cùng với lão hùng trước sau tra xét một thời gian chung quy không có tin tức thành thiên hương bên kia lại xuất hiện tin tức cửu cấp đỉnh phong quyền đan bọn đệ mới ôm tâm tư này mà tới không ngờ không phải thế nhưng dựa theo đổ ước vị cao nhân thần bí kia đi tìm quyết hồn sơn trang gây phiền toái cuối cùng phát ra năng lượng ba động quyền đan của Báo Dương trên người của Lệ Tuyệt Thiên. Báo Dương à, thanh năm của hát bảo nhân rít lên, đúng là của Báo Dương sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói rõ ràng xem, khẩu khí của hắn có một chút băng hàng. Ta lại đang phân dân, lần này xuất quan, tại sao không thấy bóng dáng của Báo Dương? Nguyên lai sớm đã bị người ta giết thịt rồi thậm chí quyền đan cũng trở thành ba động trong thân thể của người khác. Giỏi lắm, lão tam, lão tứ, ta bế quan có mấy năm. Hai người các ngươi quản lý thiên phạt rất tốt, ngay cả báo dương cũng đã bị giết mất. Vậy mà còn nói với ta là thần bí mất tích, giỏi lắm, rất giỏi. Hạt trùng tiêu và hùng khai sơn đồng thời biến sắc, bịch một tiếng đều quỳ xuống, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Hai người bọn họ đều nghe ra cũng đều minh bạch. Lão đại chỉ cần dùng loại thanh nằm đức quảng này để mà nói chuyện á. Đó, đó chính là biểu hiện với vẻ tức giận cực điểm rồi. Xem ra lúc này đây anh em hai người thảm rồi. Năm đó, Dương Thượng còn tại vị thiên phạt xâm lâm, tổng cộng có thập đại thú dương, ngạo nghệ thiên hạ. Ngay cả tam đại thánh địa cũng không coi ra gì, cảnh tượng hùng tráng cỡ nào chứ. Từ khi mà Dương Thượng quy tiên, chính vị thú dương ca ca cũng nản lòng thoải chí quy ẩn không ra cho nên mới có ngày hôm nay chúng ta quật khởi ngắn ngủng có mấy trăm năm thời gian mới lên thú dương Trung quy cũng chỉ có mười hai vị ta vốn định lần này nếu không thể tiếp diễn quy hoàng như ngày xưa nhưng sao lại đoán được ngắn ngủng có vài thập niên lão nhị điêu dương bị dân biệt trần đổ ước lừa đi không ngờ trở thành tòa kỵ của lão tiểu tử kia trở thành một nỗi sỉ nhục của thiên phạt ta lão trùng còn chưa quá hình, lão lục sư dương, lão thất hầu dương 60 năm trước trong một trận chiến đã bị bác đại chí tôn đánh cho trở về nguyên hình. 60 năm qua cũng không thể khôi phục lại như ngày trước. Thanh Nam Quảng rất thê lương, Bạch Ngọc Sư Tử Thú Dương cùng Kim Mao Hầu Thú Dương ở sau lưng của Hồng Cai Sơn đều cúi thấp đầu xuống. Hai vị Thú Dương bị đánh trở lại nguyên hình, chính là hai người bọn họ. Lão Ngũ, tại 30 năm trước, ở ngoài thiên Phật làm việc lại đột nhiên bị chính tên thần bí thần quyền không biết lai lịch dây công cuối cùng phải chết hoàng chết ủ thậm chí ngay cả quyền đan cũng không biết ở đâu trở thành nghi án không có manh mối hôm nay lão thập nhất dương ly lại kỳ quái mà chết ngay cả quyền đan cũng rơi vào trong bụng của lệ tuyệt thiên 12 đại thú dương chỉ còn lại có vài người ta hạt dương hùng dương sa dương hổ dương cùng ưng dương mà thôi. Khí tức trên người quát bào nhân càng lúc càng trầm xuống, càng lúc càng giận, đột nhiên phẫn nộ quát lên. Hôm nay còn là thiên phạt sao? Còn xứng đáng với thiên phạt hung địa sao? Bảy vị thú dương các ngươi tính cả trăm dạng huynh đệ liên hợp tấn công lại không công được một quyết hồn sơn trang sao? Hứ. <laughs> Khí tức toàn thần của hắn ầm ầm phát ra, tựa như là một quả bom đột nhiên nổ gian trong thiên phạt xâm lầm khí tức sắc bén phát tán ra tứ phía. Bảy đại thu dương ở trước mắt của hắn không thể nào chống đỡ, cũng không dám chống cự, thân thể đều bị đánh bật ra ngoài. Trong phạm vi chung quanh 30 trượng, tất cả các loài cây cối lớn nhỏ đều bị bẻ gãy. Sau đó ở giữa không trung, quá thành mảnh dụng. Trên mặt đất xuất hiện một bãi đất trống, không còn sót lại một ngọn cỏ nào. Thiên phạt đệ nhất dương giả giận dữ, không ngờ mãnh liệt như vậy lão đại ngài bớt giận đi ngài hiện tại đang trong thời khắc quan trọng tuyệt đối không thể nổi giận bảy đại thú dương đều quỳ xuống tận lực cầu khẩn hắc bào nhân ẩn thân ở trong đám hắc bào thấp thoáng có thể trông thấy người này tựa hồ như ngửa đầu nhìn trời rồi thở dài xà dương hổ dương ưng dương ba người các ngươi cũng đã là đỉnh phong rồi có đúng không hắc bào nhân thở ra một hơi tựa hồ như bình tĩnh lẳng lặng hỏi một tên đại hán mặc áo vàng, một tên đại hán còn lại đen đúa giống như cục sắt, một vị lục y thiếu nữ đồng thời không người nói, dân. Ở chỗ này, ngoại trừ hạt trùng tiêu và hùng khai sơn ra, chỉ có ba người này là quá thân thành người được. Bạch Ngọc Sư Tử Thú Dương cùng Kim Mao hầu Thú Dương ở một bên, trong mắt đồng thời lộ ra thành sắc đào xót. Hai người bọn họ, tại 60 năm trước, đã đạt tới cấp độ quá hình, nhưng mà bị đánh trở lại nguyên hình. 60 năm qua, vô luận khổ tu thế nào cũng không thể quay lại cảnh giới như trước được. Cũng đến lúc đột phá rồi. Thế nhưng trên đời, đi đâu để mà tìm được nhiều phạt thiên thánh quả như vậy đấy? Hắc bầu nhân, khe khẽ thở dài, tất cả mọi người đều im lặng không nói, cả khu rừng đột nhiên tĩnh lặng. Lần này đã khai chiến, chính là một đi không trở lại, đơn giản đem tình thế làm cho càng lớn càng tốt. Ta muốn đánh một trận cho xong, một lần nữa xây dựng thiên phạt xâm lâm, trở thành đệ nhất hung địa. Cho dù không thể khiến cho Tam Đại Thánh Địa một lần nữa thừa nhận chúng ta, thế nhưng ít nhất cũng khiến cho lệ tuyệt thiên, dân biệt trần không dám tùy tiện tiến vào thiên phạt. Thiên phạt chi quy cũng do một trận chiến này. Hắc bào nhân chậm chạp nói, Thế nhưng một trận chiến này nếu như thất bại, các người nên biết kết quả sẽ như thế nào. Chương 339 Hùng Tâm Bảo Đảm Chân Chính Thiên phạt chi quy, vũ nội vô sông, thiên phạt chi quy để nhất hung địa. Hạt trùng tiêu cùng với bọn người đồng thời dung tay hô to. Bạch Ngọc Sư Tử Thú Dương cùng Kim Mao Hầu Dương đứng phía sau đều ngửa mặt lên trời gào thét với bọn họ, phương thức họ hát này cũng chính là thổ lộ lòng của mình tốt nhất. Thiên phạt, không thể tiến vào trong đại lục, không thể quấy rầy dân chúng tầm thường, điều này vốn là quy củ của thiên phạt xâm lâm. Điểm quy củ ấy vẫn không thể phá bỏ. Hùng Khai Sơn, người xuất lĩnh Hổ Dương, Hầu Dương, Sư Dương, Xà Dương, đại quân dưới đất, triển khai chính diện đối kháng với thiên nam thành hạt trùng tiêu ngươi cùng ưng dương quân đoàn không quân tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến nếu muốn chiến phải đánh mấy trận thật là hoành tráng trước tiên đùa vui với bọn chúng sau đó suy nghĩ xem đến tột cùng là muốn chiến tranh đại quy mô hay là chỉ với đỉnh phong quyết đấu thắng thua thế nhưng quyết định sau cùng nhất là phải để cho bọn chúng phải cầu ta thôi có hiểu chưa dạ hai người đồng thời đáp ứng Hùng lão tứ, thương thế của ngươi hiện tại thế nào?" Hắc Bào Nhân hỏi. "Đã không sao nữa rồi, Đa Tạ lão đại đã giúp đệ quá giải." Hùng Khai Sơn cảm kích nói, "Nếu không phải nhờ có lão đại, liệt mạch đụng tâm kiếm, làm sao có thể dễ dàng tiêu trừ như vậy chứ?" "Còn có một việc nữa, lão đại, để suy đoán mục tiêu lúc này của Lệ Tuyệt Thiên, chủ yếu chính là lão Hùng mới đúng." Hạt Trùng Tiêu đột nhiên thận trọng nói. "Lý do là cái gì?" Lệ Tuyệt Thiên không phải là người ngu, nếu thật là hắn ngang nhiên đánh chết lão tứ, chẳng khác nào cùng thiên phạt ta kết quán diễn diễn, không bao giờ quá giải, hắn dám sao chứ? Hát bào nhân hư một tiếng, hạt trùng tiêu ảm đạm nói, có lẽ người khác không biết, thế nhưng chúng ta lại biết, thế gian thường xuyên biến đổi, thường dùng câu hùng tâm bảo đảm, để mà hình dung đảm lượng của người nào đó, Thế nhưng chúng ta lại không biết chuyện này mà lệ tuyệt thiên rõ ràng đã ăn quyền đan của báo dương dùng cái này để mà suy luận như vậy thì như vậy hắn còn muốn ăn cả tim của lão hùng nữa sao hắc bào nhân tức giận hư một tiếng đúng vậy với thể chất của con người một khi mà phục dụng quyền đan bản thân sẽ có tu vi quyền khí cực cao thế nhưng cũng không thể hấp thu hoàn toàn mà lệ tuyệt thiên hiển nhiên chính là gặp vấn đề khó khăn này nhưng mà nếu như trái tim của lão hùng cùng quyền đan của báo dương dung hợp mà nói, không những có thể hoàn toàn hấp thu quyền đan, thậm chí có thể tăng hiệu quả lên gấp đôi. Nếu như đồng thời lại phục dụng quyền đan của lão hùng nữa, vậy thì tu vi của người này càng tăng lên gấp 4 lần. Lúc đó, nhìn quanh cả nguyên quyền đại lục, còn có người là đối thủ của tuyệt thiên chí tôn sao? Cho dù có muốn trở thành tử thù của thiên phạt ta, hắn cũng coi lạ gì trên mặt của hạt trùng tiêu lộ ra vẻ cực độ thống hận. Lần này, lệ tuyệt thiên xuất thủ căn bản là không có suy nghĩ qua. Mỗi một lần đều tìm lão hùng mà xuất thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thủ đoạn lấy mạng. Hắn dụng tâm ác độc rất rõ ràng, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cho hùng lão tứ khởi sướng thú triều tiến công. Lệ tuyệt thiên, thân thể của hắc bào nhân khẽ rung động, tựa hồ từ trong kẻ răng rít ra ba chữ kia, quán hận nói. Khó trách hắn tự mình phát ra lệnh triệu quán chi tôn. Khó trách hắn không tiếc hao tổn bao nhiêu nguyên khí, vận dụng liệt mạch độn tâm kiếm nhằm vào hùng lão tứ. Thật là nhiều tâm kế rồi, thì ra là muốn một kích đem giết chết lão tứ. Còn có giả dạ tâm muốn nhờ vào lực lượng quyền khí cao thủ của toàn bộ đại lục nữa. Tâm địa thật là thâm độc, tính toán rất hay việc này các ngươi đều trở về chuẩn bị đi. Hành động lần này, tu di trên thất cấp đều trở lại thiên phạt xâm lập cho ta. Lần này không cần chúng nó, mỗi một tên đều phải dốc lòng tu luyện. Hắc bảo nhân lay động cái cổ nói, xà dương thiên tầm, tốc độ của các ngươi tương đối chậm, phải chú ý, trên ngũ cấp, phi tuyến, kim ngu, thất tinh là đủ rồi, những tên khác tạm thời không cần tham gia theo như lời của hắn nói, phi tuyến, kim ngu, thất tinh chính là ba loại rắn có độc tính hung mạnh nhất trong thiên phạt xâm lâm. Cũng là loại rắn có tốc độ nhanh nhất. Cơ hồ đạt tới cảnh giới đến vô ảnh, đi vô tùng, người bình thường căn bản không thể nhìn ra. Dạ, lục y thiếu nữ xà dương, cung kính không người, lính mệnh, sau đó xoay người rời đi. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi vừa mới nói thực lực của vị thần bí nhân kia rất cường, quy áp, cảm giác thậm chí còn trên cả ta. Với phán đoán của các người, tu vi của hắn so với ta như thế nào? Ta muốn nghe lời nói thật. Thanh năm quát bạo nhân có một chút khàn khàn. Tu vi của người nọ xác thực là rất cao. Với phán đoán của đệ, cho dù là lấy hạng độ thấp nhất ra mà đoán, chỉ sợ cũng chắc chắn thấp hơn lão đại ngài. Đại khái sàn sàn nhau. Hạt trùng tiêu đắn đo hồi lâu rất là thận trọng đáp hùng khai sơn lại không từng nghĩ hoàn toàn không nhìn ra ý định quanh co của hạt trùng tiêu cái miệng mở rộng hết cỡ nói tam ca ngươi trợn tròn mắt mò mẫm nói linh tinh làm gì tu vi của người kia chân chính là bí hiểm rồi so với lão đại ngài cũng không chỉ mạnh hơn nửa phần một phần không khách khí mà nói phóng chừng hắn chỉ cần ra năm ba chiều là có thể đánh à để nói là chỉ có một hai chiêu là có thể thắng ngài để đáng chết đáng chết thật thật ra đó không phải là ý tứ của đệ cái miệng chết tiệt của ta thiệt tình lão đại ngài lợi hại nhất thật ra đệ nghĩ là ngài chỉ cần đánh hắn mười mấy chiêu là hắn mở miệng kêu cha gọi mẹ rồi hắn còn chưa nói xong đã thấy toàn thân rung lên đột nhiên tỉnh ngộ lại nhưng mà đồng thời vào lúc này đã nghe bịch một tiếng cả người quán đột nhiên đầu hướng xuống dưới, hai chân chống ngược lên trời, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc nho nhỏ không ngừng vang lên. Rễ cây dưới mặt đất bị hắn đụng gãy không ít. Nghe ý tứ của các người, thật ra nói đúng ra là tu vi của người này nhất định là cao hơn ta. Chính là ý tứ này có đúng không? Nói thẳng ra là xong, còn phải nhiều lời phế ngôn như vậy làm gì, lãng phí thời gian. Hắc bào nhân lên tiếng, trong lòng có một điểm buồn bực, hắn điềm nhiên không có vỗ tay dùng một cước đạp lên Hùng Khai Sơn. Dưới đất truyền lên một tiếng rên nặng nề, Hùng Khai Sơn trực tiếp soạt một tiếng biến mất. Mặc dù tính cả Tam Đại Thánh Địa, ngoại trừ lão già đứng đầu của Tam Đại Thánh Địa, không biết còn sống hay đã chết kia, cũng tuyệt đối không còn có người mạnh hơn ta. Lai lịch của người này đến tột cùng là thế nào đấy chứ? Tại sao có một thanh tu vi như vậy? Hắc bào nhân đi đi lại lại có biết bao nghi vấn không có lời giải. Nhưng mỗi lần hắn bước đi dưới mặt đất lại truyền tới tiếng kêu rên thống khổ. Lai lịch của người này xác thực là thần bí khó lường, thực lực cũng cực kỳ cao thâm. Nhưng mà ta dám đảm bảo hắn cũng không phải là người của tam đại thánh địa rồi. Hạt trùng tiêu nghiêm túc nói thân thể đứng thẳng tắp. Cái miệng thật dài cũng có vẻ phá lệ hợp cách. Vết xe đổ của Hùng Cai Sơn vừa rồi còn đó Hiện tại, mỗi một câu nói, hạt trùng tiêu đều là cân nhắc rất kỹ trong lòng. Hắn e sợ, xui xẻo lại rơi xuống người của mình. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Hắc bào nhân tiếp tục dạo bước, mỗi một bước chân đều nện trên mặt đất. Bụi đất không thấy bay lên, thế nhưng khí lực lại xuyên thấu xuống. Một lần lại một lần chuẩn xác nện trên người hùng khai sơn. Cũng tuyệt đối không làm cho hắn đau, lại càng không đã thương hắn, chỉ có điều để cái đầu của hắn thay cho mũi khoan mà khoan xuống lòng đất mà thôi. Dù sao, da thịt của Hùng Cai Sơn rất dày, cũng không có bị thương gì. Rốt cuộc cảm giác bàn chân dẫm vào khoảng không, thẳng cho đến khi thành công mà dẫm lên cái tên gấu lùng này lúc cán vào trong lòng đất mới cảm thấy mỹ mãn dừng chân. Lão đại, ngài cũng biết, phàm là mấy lão bất tử của Tam Đại Thánh Địa khi mà ra ngoài, trên người đều mang theo một loại khí tức làm cho người ta vô cùng chán ghét điểm này với cấp bậc của chúng ta có thể cảm thụ rõ ràng mà khí tức trên người của người kia chẳng những không làm cho chúng ta chán ghét ngược lại khiến từ trong đáy lòng của chúng ta cảm thấy rất là thân thiết là một loại cảm giác nói không nên lời chính là một loại cảm giác rất muốn thân cận với hắn ừm ta hiểu rồi thật ra đó là trực giác hắc bạo nhân phất tay cắt đứt lời của hắn nói trực giác sao ánh mắt quái dị của hạt trùng tiêu nhìn trừng trừng dường như là hai chuyện này hoàn toàn khác nhau rốt cuộc hắn nhịn không được lại dụng trộm liếc mắt nhìn lão đại của mình trong lòng nói thầm hai tiếng người nhìn cái gì đang suy nghĩ cái gì chẳng lẽ cảm thấy ta phân tích không đúng sao hạt bào nhân hung dữ mà hỏi mang theo áp bách trầm trọng khí thế vô hình tựa như đem hạt trùng tiêu buộc chặt lại quả nhiên không hổ là lão đại lão đại chính là người anh minh nhất hạt trùng tiêu sợ hãi cơ hồ muốn đem lời nói trong lòng nói ra thế nhưng dội dàng đổi giọng cười khang hai tiếng hạt trùng tiêu hạt lão tam bốn sự của ngươi cũng lớn lên không ít rồi đấy hát bào nhân âm u nói lão đại bỏ qua cho cái mạng của tiểu đệ hạt trùng tiêu Dội sinh tha thế nhưng thân thể đã bay ra ngoài Dán lên mặt đất thân thể cứng rắn lê trên mặt đất Tạo thành một cái rãnh sâu ấm Cùng lúc đó Trên mặt đất bên cạnh khẽ động Rồi phát ra tiếng giang Mặt đất bị phá tàn Cái đầu đầy đất của Hùng Cai Sơn chui ra Toàn thân còn chưa có ra khỏi lòng đất Đã thấy được một cái màn Đại khoái nhân tâm trước mắt rồi Hắn dỗ vàng nhổ ra một ngậm bùn đất Nhìn có một chút hả hề Cười rộ lên Hạt lão tàm Nguyên lai ngươi cũng có ngày hôm nay thôi Hạt trùng tiêu Thân thể đầy bụi đất từ khoảng cách bảy tám trượng bò lên khẽ nói hôm nay ta làm sao chung quy là người nào đó bị nện sâu hơn mười trượng vào lòng đất trên đầu mặt đầy đất dường như hơi giống con chó bị rơi xuống hố phân vậy vậy mà còn giàu dạt lắc ý <laughs> vừa rồi như nhổ ra cái gì đó chẳng phải là 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 Hùng Khai Sơn rốt cuộc nói không ra lời. Tuy nhiên, hắn biết rõ lão Tam đây đang buồn nôn khi mà nhìn mình. Nếu như có thời gian, ta muốn gặp lại vị cao nhân thần bí kia, tự mình so tài xem ai cao ai thấp. Hắc bào nhân, băng lãnh hư một tiếng, đem hai tên đang khắc khẩu kia kéo lại tinh thần. Đáng tiếc, ước định giữa chúng ta còn hơn một tháng nữa, nhưng mà nhiệm vụ nguyên bản sẽ không có. Bọn đệ cũng chỉ cần một ít thời gian là hoàn thành, đều là do tên lệ tuyệt thiên chết tiệt kia phá hỏng thôi. Hùng Khai Sơn buông bực dậm chân đất cát trên người bẹp rớt xuống. Nhưng mà hắn đã từng nói qua rồi, sau khi mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tới quân gia ở thành thiên hương tìm gặp quân du ý. Hạt trùng tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện, dội nói. Hắn đã nói như vậy, quân du ý tất nhiên không thoát khỏi có quan hệ với hắn. Chúng ta chỉ cần theo cái đầu mối này là sẽ tìm được hắn. Mà theo như đệ được biết, lần này vì đối phó với quyền thú triều của chúng ta thiên hương đế quốc phái ra chủ soái lãnh quân chính là quân vô ý đó. Hiện tại có lẽ người này đang ở trong thiên nam thành. Nếu đã như vậy, chúng ta nên nhân dịp này mà thử xem có thể lợi dụng quân vô ý mà tìm hiểu tin tức của vị cao nhân thần bí kia không. Hắc bạo nhân khẽ nói khẩu khí trong thanh năm đã có một chút thay đổi. Thế nhưng Hùng Khai Sơn và Trùng Tiêu lại không cảm giác ra là thay đổi ở chỗ nào. Giống như là thấy vậy mà không phải vậy. Lão đại, đối với việc quân du ý, chúng ta nên cẩn thận tính toán. Nếu như dạng nhất biến xảo thành dụng, ngược lại chọc giận người nọ tựa như được không bù mất đó. Hạt trùng tiêu cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Chương 340 Thiên Phạt Kinh Ngạc Đó là điều dĩ nhiên, Hắc Bào Nhân nói. Hắn có thể trợ giúp cho các ngươi tiến dài. Như vậy, đối với ta, người này cũng rất quan trọng, há có thể lỗ mãn chứ? Chẳng lẽ cái chuyện nhỏ như vậy còn để cho ta nhắc nhở các ngươi sao? Ngài, ngài nói rất đúng, lão đại quá là cơ trí. Hạt trùng tiêu cùng với Hùng Khai Sơn liêu mạng gật đầu. Hai người đều cảm thấy xấu hổ nghĩ. Lúc trước, ở trước mặt người ta, khoa trường khoác lát, hiện tại thì tốt rồi. Thời gian đã vừa quá một tháng, vậy mà vẫn còn chưa xong chuyện, Điều này làm cho hai người rất lấy làm hổ thẹn. Nếu như gặp mặt người nọ, biết nói làm sao đấy? Ngăn cản Quyết Hồn Sơn Trang bắt thượng, chuyện này có thể nói đã hoàn thành mỹ mãn. Không chỉ khiến cho Quyết Hồn sơ Trang không bắt thượng, mà ngay cả Phong Tuyết Ngân Thành cũng không có nam hạ. Thế nhưng còn có một việc khác, đánh gãy chân lệ đàn dân, chuyện này chưa làm được. Thậm chí ngay cả mặt của lệ đàn dân cũng chưa có thấy đây mới thực sự là chuyện làm cho người ta vội vã. Huống chi hiện tại trong lòng của hạt trùng tiêu cùng hùng khai sơn giống như là có lửa vậy. Nếu như mà thật sự có cơ hội để cho bọn họ tóm được lệ đàn dân, như vậy không chỉ đánh què hai chân của hắn là xong chuyện. Khi đó không những lệ đàn dân phải chết mà còn chết rất thảm nữa. Trước là cố kỵ lệ tuyệt thiên không có dám làm hắn tuyệt hậu, chuyện xảy ra quá lớn cũng không thể thu thập. Thế nhưng hiện tại Lệ Tuyệt Thiên lại dùng trăm phương ngàn kế muốn đưa Hùng Lão Tứ vào chỗ chết. Song Phương khẳng định sẽ không chết không thôi, cho nên hai người này dưới sự tức giận của vị quyền thú chi vương hung tính đại phát, sao có thể dễ dàng không giết Lệ Đàn Dân. Hiện tại, mượn chuyện Lệ Tuyệt Thiên cũng là cơ hội tốt để mà đạt kích mấy cái lão bất tử kia. Ba người nhìn nhau, dường như đều hiểu, đều tách ra, đồng thời đều tự có hành động. Đúng lúc này đột nhiên ở phía xa truyền tới từng đợt âm thanh rối loạn. Hùng Khai Sơn lập tức nhíu mày nói là từ bày báo không biết xảy ra chuyện gì. Cái đám gia quả này thật không khiến cho người ta yên tâm chút nào. Quần báo sao? Hai người khác cũng nhíu mày nhìn về phía xa. Hai thân thể kiện tráng một đường chạy nhanh về phía bên này. Toàn thân tuyết trắng, hai mắt lóng lánh, đúng là hai đầu bát dai đỉnh phong quyền thú kim nhãn tuyết báo tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tiến lại gần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hùng khai sơn cảm thấy rất mất mặt sau khi mà báo dương mất tích hắn liền phụ trách việc lãnh độc báo tộc lúc này thấy hai cái đầu báo tuyết trưởng thành lại không hề có kỷ luật xông vào hắn không khỏi giận dữ lên tiếng hỏi hai đầu kim nhãn tuyết báo ô ô hai tiếng phục trên mặt đất vẫn không có nhúc nhích Tiếp đó quay đầu lại, từ trên lưng rơi xuống một tiểu báo toàn thân trắng tuyết, lăn trên mặt đất. Tựa hồ như nó đang rất sợ hãi, toàn thân run rẩy Hai đầu kim nhãn tuyết báo trong miệng ô ô hai tiếng, phủ phục trên mặt đất. Cái đầu to gật gật hai cái, sau đó nhanh chóng lùi lại phía sau, thoảng cái biến mất vào trong rừng. Là một tiểu thiết dược báo, nhìn bộ dáng tựa hồ như vừa mới đầy tháng. Tiểu gia quả thật là đáng yêu. Hát bào lão nhân nói xong đột nhiên toàn thân chấn động cả người tựa hồ như trong nháy mắt đông cứng lại hạt trùng tiêu cùng với hùng khai sơn hai người cũng cứng ngắc cả người con mắt cơ hồ lồi ra ngoài gắt gao nhìn tiểu gia quả đang co thành một đống nhỏ trên mặt đất tựa hồ như phát hiện ra một bảo vật hiếm có vậy tiểu gia quả này còn không phải là tiểu bạch bạch sao Tiểu Bạch Bạch ngày đó nghe được tiếng triệu quá của quyền thú dương giả liều lĩnh giọt ra. Đây cũng là bản năng trời sinh của nó, tuyệt đối không thể trái lại. Vốn định hộ tống đại đội quyền thú chi dương trở về. Kết quả là báo nhỏ vừa định rời đi, liền phát hiện có điểm không ổn, lại bị bắt tới đây. Thoáng cái nhìn ra, ba quyền thú chi dương đứng trước mặt của mình chỉ cách trong gàn tất. Dẻ kính sợ thiên tính trong lòng của nó lập tức bùng phát nhu thuận co lại trên mặt đất, thân thể lẫy bẫy rung lên. Lão đại, con mẹ nó còn chưa có dứt sữa, thiết dược báo đã là bát dai rồi. Bát dai, ô trời ơi, điều này sao có thể? Con mụ nội nó, đây quả thật là nằm mơ rồi. Tam ca, người mau tác ta một cái coi, ta nhất định đang nằm mơ sao? Quả là khó tin đi, ô trời ạ, à, chuyện này là thế nào? Hùng Khai Sơn hô to gọi nhỏ, kinh ngạc đến nỗi quên cả bản thân đang ở đâu. Trên mặt của hạt trùng tiêu, mồ hôi nhỏ thành dòng, trong đường tràng hoàn toàn yên tĩnh. Tam đại thú dương, sáu con mắt, trừng trọng. Hạt lão tam, con mắt khá nhỏ, bây giờ cũng lớn cả bóng đèn, nhập nháy tỏa sáng. Hùng lão tứ, con mắt nguyên bản, vẫn như cũ, không cách nào tin tưởng. Con mắt cực lớn, quả thực là nhanh chóng muốn lộ ra. Về phần thú dương lão đại, hát bào nhân con mắt nguyên bản ở sau tấm giải thế nhưng lúc này ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua tấm giải đen tinh quang bạo phát cũng không để ý tới lời nói thô lỗ hùng khai sơn nếu như lúc trước phỏng chừng sớm đã tức giận động thủ rồi thế nhưng bây giờ một câu hắn cũng không thèm nói thật sự quá rung động quá khó tình thú dương lão đại nhẹ nhàng cúi xuống dị thường nhẹ nhàng linh hoạt cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu bạch bạch vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng giống như đang ôm trân bảo vậy. Tiểu bạch bạch sợ hãi đảo trong mắt, nhỏ giọng lo sợ cùng nghi hoặc ô ô hai tiếng, sao cũng cảm giác được thiện nghĩ của hắn, lại không dám động đậy nữa. Bàn tay quát bảo nhân, dán lên thân thể mềm mại của tiểu bạch bạch, sau nửa ngày rốt cuộc mới thở ra một hơi. Quả nhiên là bác dai, không ngờ lại là bác dai, chính thức là bác dai, thần tích chính xác là thần tích. Nguyên bản đối với tầng thứ của thú dương chỉ cần là quyền thú chưa đạt tới trình độ quả hình chỉ dùng vào ánh mắt là phân biệt được chính xác đẳng cấp. Dị dai, thực lực của tên tiểu gia quả được coi là thần kỳ ở trước mắt này. Thú dương lão đại lần đầu tiên tự mình xác nhận. Có lẽ nhận được rung động quá mạnh liệt cho nên sau đó thú dương lão đại phát ra mấy câu nói có một chút cổ quái. Trước tiên là nói quả nhiên không sai, sau đó là biểu hiện ra vẻ kinh dị, đến cuối cùng quả thật nói năng có một chút lộn xộn. Thế nhưng hai vị thú dương hạt trùng tiêu cũng không ngoại lệ. Hai người đứng sau cảm thấy lời nói của hắn rất mâu thuẫn, cho nên đều ngưng trọng, tiến đến cũng tỉ mỉ quan sát. Sau khi xác định, hai người này đều há to cái miệng không nói gì. Mặc dù sau khi nhìn thấy một màn này, hai người đều có cảm giác ngày thường đã sớm quen thuộc khi mà xác định tầng thứ của quyền thú. Nhưng mà vừa rồi, nhìn bọn họ sớm xác định chuyện này là thật. Thế nhưng thật sự, không tránh khỏi có một hồi sợ hãi cùng rung động. Nguyên nhân không nói tới chuyện khác, chỉ là điều này đã khiến cho đám người không thể tưởng tượng nổi, quá rung động luôn. Tuổi thọ của thiết dược báo bình thường là 200 năm, thất giai quyền thú dưới tình huống bình thường là 10 năm tiến giai một lần. 7 năm thì đạt tới thất giai sơ đoạn. Nếu như trong vòng 70 năm có thể đạt tới thất giai đỉnh phong, vậy thì có hy vọng đột phá thiên phú cực hạn, lột xác, tiến tới bát giai. Thế nhưng tư chất của thiết dược báo lại có hạn, thành tựu cả đời nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở bước này thôi. Hắc Bảo Nhân nói, giọng nói có hơi một chút dỗ dã. Hơn nữa, thành năm lại có phần thành thúy, cùng với giọng nói âm trầm lúc trước quả là không tương xứng. Tin tức này thật sự không có quá nhiều giá trị, đừng nói là Tam Đại Thú Dương, cho dù là người trong thế gia bình thường, khi mà nhận được tin tức này cũng coi như rất bình thường. Thế nhưng giờ phút này quá thật đã bị triệt để phá dở. Thế nhưng trước mắt của chúng ta lại xuất hiện một cái đầu ấu tể, thiết giật báo là bác dai, cư nhiên là ấu tể rồi. Hắc bào nhân thở hỗn hển hắc bào hơi lay động, tựa hồ cố đè nén xúc động bên trong. Lão Tam, Lão Tứ, điều này chẳng lẽ chúng ta thật sự đang nằm mơ? Làm sao mà có thể xuất hiện chuyện như vậy được chứ? Toàn thân hắc bào rung lẫy bẫy. Với thực tế trước mắt cùng với suy luận, thiết đầu báo này rất có thể là mới đầy tháng thôi, còn chưa có cai sữa đã tiến dài. Hơn nữa, cho dù có thiên phú, cũng không nắm chắc có thể hoàn toàn tiến dài. Làm sao có thể? Làm sao đây chứ? Đây quả thật là chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nếu như là trước đây bất luận kẻ nào nói cho ta biết có thể phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ ta sẽ ra tay giết kẻ đó. Thế nhưng hiện tại lại có thể xuất hiện trước mắt. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Thú Dương lão đại một lần nữa lắc đầu, dùng sức lắc đầu, dị thường luống cuốn sau đó hai mắt dừng lại trên người của Tiểu Bạch Bạch, rốt cuộc không rời đi. Sự thật này làm cho người ta khó có thể giải thích, thật là quỷ dị, quỷ dị đến mức ngay cả thú dương thiên phạt cũng không giải thích được. Ngoại trừ thú dương lão đại, hạt trùng tiêu cùng hùng khai sơn, hai người đều khiếp sợ. Chương 341, quyết định của thiên phạt. Hùng khai sơn rất là khiếp sợ, Thế nhưng lúc này cũng không nhìn được, ngẩng đầu, nhìn có một chút hả hê cười cười, đột nhiên lên tiếng. Lão đại lão đại, ngài xem, tiểu gia quả này trên cổ còn có một khối ngọc bài, xem ra là nó được người nuôi dưỡng rồi. Đây không phải là nói... Hắn dội dàng, hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên bị ý nghĩ của mình làm cho chấn động. Nuôi dưỡng sao? Hắc bào nhân chậm rãi nhìn xuống tiểu gia quả này, quả nhiên nhìn thấy trên cổ của tiểu bạch bạch đeo một khối ngọc bài nho nhỏ, toàn thân ngọc bài, ống ánh trắng loãng cùng màu với màu lông của tiểu bạch bạch. Nếu như không chú ý, thật là đúng nhìn không ra. Trừ hùng lão tứ nằm nhoài ra, cho nên có điểm phản quan khi mà nhìn lên. Những người khác cũng đừng có hòng thấy. Thiên hương đập cô. Hắc bào nhân thấp giọng đọc lên bốn chữ, đột nhiên ngẩng đầu. Dường như đang suy tư điều gì đó. Sau nửa ngày mới nói, lại là thiên hương thành xem ra thiên hương thành này chúng ta không thể không đi rồi tiểu gia quả này thần kỳ tiến dai như vậy đó là chuyện rõ ràng có thể làm cho tiểu gia quả gầy yếu này tiến dai mà không để lại bất luận di chứng gì thủ pháp thần kỳ bực này thật sự là thủ đoạn nghịch thiên tạo hóa hùng khai sơn đột nhiên như nhớ ra cái gì đó nhanh chóng đi thẳng tới trước mặt tiểu bạch bạch miệng rộng hé ra ô ô hai tiếng Nhắn tình của tiểu bạch bạch sáng lên, nâng tiểu móng vuốt lên, rồi gãi gãi đầu hai cái. Trong cái miệng nhỏ bé cũng ô ô, kêu lên hai tiếng. Hắc bào nhân, tức khí, đá cho Hùng Khai Sơn một cước nói. Ta còn quên là ngươi có thể nói chuyện cùng với nó, cái đồ ngu ngốc nhà ngươi, vậy mà còn không nói sớm nữa. Hùng Khai Sơn trong lòng âm thầm hô hoang uổng chính ngày quên trước bây giờ còn trách ta nữa. Thế nhưng cái miệng lại không dám chậm trễ, liên tục ô ô sau đó phát ra dài âm tiết kỳ quái cuối cùng lại liên thanh ngô ngô tiểu bạch bạch có phần hưng phấn nhảy đôi mắt to hai cái chân nhỏ đằng trước liên tục múa mây trong miệng lại liên tục ô ô chít chít ngô ngô một gấu một báo nói chuyện qua lại phi thường cao hứng cuối cùng Hùng Khai Sơn càng hỏi càng gấp tiểu bạch bạch vô tội dạng phần nghiêng nghiêng nhìn hắn ô ô hai tiếng muốn giải thích cái gì đó nhưng mà lại không nói ra được. Trong mắt tràn đầy dễ quan mang, rốt cuộc ủ rũ, gục đầu xuống. Toàn thân ngẩn người, sững sờ, cái lỗ tai cũng cụp xuống không nói nữa. Hùng Khai Sơn không thể làm gì được hơn là giang tay ra, tỏ vẻ đòi hỏi xong. Hát bào nhân cùng với hạt trùng tiêu đồng thời mở miệng. Thế nào? Ngô ngô ố ố. Hiển nhiên Hùng Khai Sơn quên đổi trạng thái, miệng phun đầy ngoại ngữ. Lập tức lòng ngực của hắn dính một quyền lại trúng thêm một cước, gào khóc hai tay trước sau, đồng thời ôm lấy chỗ bị thương. Mau nói, người rốt cuộc đã biết những gì? dễ mà có hai người giống như hung thần ác sát. Tiểu bạch bạch lại rút đầu vào lòng ngực của hát bào nhân. Tiểu gia quả này mặc dù còn nhỏ, thế nhưng ánh mắt lại cực độc. Biết hát y nhân kia chính là người đứng đầu trong nhóm này, trong lòng ngực người này cực kỳ an toàn. Đột nhiên, nó có một phần nghi hoặc ô ô hai tiếng, có mắt ướt sủng mở rộng, dòng do hai cái. Nhịn không được, lại dũi đầu vào, sau đó đưa cái lưỡi phấn nộn ra, liêm liếm. Hắc bào nhân giống như bị điện giật, bàn tay rung rung. Tiểu bạch bạch lập tức dạng phần chật giật ngã xuống đất. Tiểu nhà quả này. Hắc bào nhân quán hận tức giận mắng một tiếng, ống tay áo phất lên, lại ôm nó vào trong lòng ngực, vỗ vỗ cái đầu của nó rồi nói. Thành thật một chút. Thanh nằm có vẻ nghiêm khắc, tiểu bạch bạch sợ hãi nhìn hắn một chút thành thật nằm im bất động nó nói là có một người rất 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 tốt thực lực rất rất cường đại giúp nó hùng khai sơn thở hổn hển nói hùng nhãn trừng trừng trợn tròn khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ cùng buồn bực hỏi nó xem bộ dáng của người này nó cũng chỉ nói rất tốt rất tốt hỏi bao nhiêu tuổi cũng nói rất tốt rất tốt dù sao cũng chỉ có một câu rất tốt hùng khai sơn buồn bực cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài một đặc điểm đặc thù cũng không có ngươi rốt cuộc là trao đổi cái gì với nó cái tên đầu đất kia vậy hát bào nhân hiển nhiên có điểm tức giận ngoại trừ rất tốt ra còn có câu cái gì mà đáng giá không dễ nó còn ngửi thấy được cái mùi rất là đặc thù cũng tốt như là trên người của chủ nhân vậy hùng khai sơn nói hắn thật ra buồn bực không kém hỏi gì nó cũng trả lời loàn thất bát tao. Ngươi còn nói nó mới có đầy tháng có thể trao đổi với ngươi như vậy đã không tội rồi. Ngươi còn trông cậy vào tiểu gia quả này sẽ nói cái gì? Tối thiểu chúng ta cũng biết chân thực là có người trợ giúp quyền thú tiến giai thành công. Hạt trùng tiêu liếc nhìn Hùng Khai Sơn một cái sau đó chuyển hướng sang hát bào nhân nói Lão đại, để cảm giác cái chuyện này cùng với vị hát bào nhân thần bí kia có quan hệ Chuyện này có vài phần là do hắn làm. Tiểu gia quả này chính là có chủ nhân, mà chủ nhân của nó nếu không phải là người giúp nó tiến dài, cũng là người có quan hệ tới cái người này. Thủ đoạn nghịch thiên như thế, trừ phi là bạn thân, nếu không sao lại trợ giúp nhẹ nhàng như thế chứ? Không tệ, hạt lão tam phân tích có đạo lý. Lão hùng ngươi sau này nên theo lão tam mà cố gắng học hỏi đi. Nói vậy, vị cao nhân thần bí kia cũng rất có thể đi tới thiên nam ít nhất là tiểu gia quả này cũng đi theo chủ nhân của nó tới đây. Nhãn tình của hát bào nhân sáng lên, thông thả bước hai bước, đột nhiên kiên quyết hạ lệnh. Theo như kế hoạch đã sớm định ra, không thể giọng động đối với người của quân gia cùng với độc cô gia. Nếu như hắn thở dài, lão đại nếu như mà nổ ra chiến tranh đối với ngài mà nói có phải là hạt trùng tiêu cùng hùng khai sơn lo lắng nhìn hắn nói. Ngày hiện tại đang gần tới lúc địa dài, nếu như bởi vậy mà bị ảnh hưởng chẳng phải là không sao." Hắc Bào Nhân dung tạo lên nói, trận chiến này nhất định phải lập quy, chỉ cần có thể thành công đánh tan bọn họ, tối thiểu cũng có mấy chục năm an ổn. Nếu như dứt khoát nhát gan không dám ứng chiến, đây mới thực sự là mối họa của thiên phạt. Một khi mà sự tình chấm dứt, ta lập tức bế quan chuẩn bị đánh sâu vào quan khẩu để thập nhị đến lúc đó thiên phạt phải dựa vào các ngươi rồi. Dân, hai người đồng thời đáp ứng, lúc này trong thành đã hơi có vẻ hỗn loạn, khắp nơi đều lộ vẻ bàn hoàng, bất an. Sau khi nhìn thấy sự khủng bố cường đại đến cực điểm của đám quyền thú thiên phạt, nguyên bản, thực lực của quyền giả thiên hạ đều không tội, nhưng mà bây giờ đám người đều không còn nắm chắc. Nguyên bản thiên quyền cao thủ của các thế lực lớn các đại thế gia đều ở một chỗ. Số lượng khoảng chừng mấy trăm. Thân quyền cũng có 40-50 vị. Thực lực cỡ này không thể nói là yếu. Tại thiên phạt quyền thú bày ra thực lực trước mặt của đối phương. Tuyệt đại đa số thành viên tham chiến đều tin tưởng với trận chiến này. Thậm chí tồn tại ý nghĩ là muốn lợi dụng trận chiến này dơ dép quyền đang quyền thú. Đây đều là tài phú sao? Nhưng mà hôm nay chứng kiến đội hình khủng bố của thiên phạt quyền thú, tất cả ý nghĩ tốt đẹp đó đều bị đánh tan. Nếu như mà dựa theo lẽ thường, bác giai quyền thú có thể chống lại thiên quyền, cửu giai quyền thú chống lại thần quyền, như vậy làm ra phép tính, đội hình khổng lồ của thiên phạt xâm lâm lại vượt xa bên mình. Những cái thứ khác không nói, chỉ như chứng kiến cửu giai quyền thú, chỉ sợ số lượng cũng không ít hơn 100. Về phần bác giai, chỉ sợ có mấy dạng một trận này sao có thể đánh chứ? Làm sao mà đánh lại? Đừng nói chi thu thập quyền đan, ấu thú, nằm mơ đi. Hơn nữa tương truyền, tùy tiện lấy ra một vị thú dương cũng có thể địch lại một vị trí tôn. Mà ngay cả cùng phong kiếm thần, thần phong quyển dân chưa chắc đã hơn được bọn họ. Nhiều nhất cũng chỉ có năm vị chí tôn kia. Mà càng kỳ quái hơn, càng khiến cho mọi người tuyệt vọng, chính là thực lực của vị thiên phạt đệ nhất thú dương kia căn bản không người nào có thể địch lại. Tối thiểu là hôm nay, tuyệt thiên chí tôn cũng đã rơi vào thế hạ phong. Người đứng đầu của các gia tộc cùng với thế lực của các quốc gia đều tập trung thương nghị, không ngờ không đưa ra được nửa điểm đối sách. Người này đưa ra một biện pháp trực tiếp là của người khác đứng dậy phản bác. Người kia đưa ra một sách lược, ngay sau đó lại bị phủ quyết. Nhiều lần như vậy, thiếu chút nữa đã nổ ra nội chiến rồi càng có không ít người sau khi mà nhìn thấy đội hình cường đại của quyền thú trong lòng mang ý bỏ cuộc. Quân đại thiếu gia ở bên này cũng không hề yên tĩnh, nói thật ra trải qua một ngày mệt mỏi, những thứ khác không nói, chỉ như việc thu phục bách lý lạc dân một phen cấp tốc chạy nhanh, một phen dùng ngôn từ xúc động khiến cho hắn rất hao tổn tâm lực. Dũng định sau khi mà trở về sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt nhưng mà vừa đến nơi lại gặp chuyện tiểu bạch bạch mất tích. Hắn cũng chỉ đành dùng hết sức, dỗ dành, lừa gạt khuyên bảo độc cô tiểu nghệ, thế nhưng hiệu quả lại không được bao nhiêu. Càng về sau quẩn bách, không có đối sách, hắn dứt khoát giả chết, vô kế khả thi. Tiểu nhà đầu lại muốn đi tìm tiểu bạch bạch, không ngừng khóc sướt mướt. Quân đại thiếu gia rốt cuộc không nhịn được, hét lớn một tiếng. Ngươi mà còn khóc nữa, ta liền trói ngươi thành cái bánh tét, sau đó đưa về thiên hương luôn. Lập tức liền có hiệu quả. Nhưng rồi lại tức giận lộ ra tính tình trẻ con, một mực tìm quân mặt tà cây phiền. Quảng thanh hằng, khéo léo an ủi, sau đó nàng lại trợn mắt liếc nhìn quân mặt tà ở bên cạnh, tức giận vì tiểu thư này nguyên bản đang dỗ dành nữ hài tử, cuối cùng đột nhiên lại hung dữ như thế. Quả thật là hết nói nổi rồi hai vị đại mỹ nhân thay nhau khinh khỉnh công tới, quân mặt tà như đóng lửa, như ngồi đóng thang, mặt mày xám xịt, chạy mất. Hắn than thở một tiếng, mạng của ta sao lại khổ thế chứ, có việc là tìm tới ta, ta có phải là cứu quả đâu chứ. Vừa mới ra khỏi cửa lại gặp phải Đông Phương Dẫn Kiếm cùng Đông Phương Dẫn Đào, hai vị Đông Phương Đại Gia không chịu buông tha cho quân đại thiếu gia. Tinh tế đề ra nghi vấn chuyện quân mặt tà mấy năm nay làm cái gì toàn là những chuyện đau đầu khiến cho hắn càng thêm mệt mỏi ô trời à có thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi hay không vậy thẳng cho đến khi trời tối quân du ý cùng với đông phương dấn tình mang theo sắc mặt trầm trọng trở về quân du ý đơn giản bố trí qua quân vụ sau đó đi tới trướng bồng quân mặt tà tình huống không ổn sao quân mặt tà hỏi quản thanh hằng ở một bên lén lút dương mắt lên dẫn tài lắng nghe. Hả, chỉ có dừng lại ở chữ không ổn, căn bản chính là phi thường không ổn. Quân du ý cao mày thở dài nói, chiến tâm không vững binh sĩ không còn chiến lực, mà nay nấy làm cũng không tuân theo quân lệnh, còn có vài vị thoái ý. Tình huống bực này, người người không còn chiến ý, làm sao có thể đánh trận. Tin tưởng một khi mà khai chiến, phe chúng ta chỉ sợ lâm nguy ngập đầu. Vì sao? Thiên hạ không có chuyện mà không thể thương nghị, tình huống không đến mức bi quan như vậy chứ. Quân mặt tà chấn kinh, hiệu suất cho dù thấp nhất cũng không thể thấp đến mức này. Bi quan, đây là thuyết pháp rất lạc quan, ngươi cảm thấy cái nhóm này có thể thương nghị được sao? Đông Phương dấn tình hư một tiếng mang theo một bụng tức giận nói. Nếu không phải có mấy vị trí tôn tỏa trấn, hôm nay khẳng định còn gây ra án mạng rồi nếu thiên quyền thú ban đêm mà đột kích, chiến ý của tất cả mọi người có khi hoàn toàn sụp đổ. Xem ra lệ tuyệt thiên thật sự không có bao nhiêu bản lãnh lãnh đạo rồi. Quân Mạc Tà thở dài nói, Người đây là nói nhảm cái gì vậy? Đám người trí tôn địa vị tuy là cao thượng, thế nhưng dù sao đầu óc vẫn là giang hồ đại hào, sao có thể so với tướng lĩnh chiến tranh, sao có thể lãnh đạo binh sĩ, mỗi người bọn họ chỉ dốc lòng tu luyện mà thôi. Nếu không như vậy, sao có được thành tựu như ngày nay? Nếu bàn về tài lãnh đạo trong bát đại chí tôn, tin tưởng cũng chỉ có thể đệ nhất chí tôn dân biệt trần cùng sinh tử chí tôn thạch trường tiếu là có một ít. Những người khác đều là không có đem theo cái đậu. Nhất là ưng bác không chính là một người giả mang thích động tay động chân hơn động não. Đông phương vấn tình tức giận nói. Nói đến hắn lại càng thêm tức. Hắn lại đề nghị mọi người tập trung người trên thần quyền tiến công vào thiên phạt xâm lâm. Thần không biết, quỷ không hay tiến hành chém giết, nhanh chóng xử lý dài tên quyền thú chi dương, sau đó lập tức rút lui. Không biết ốc của hắn có to bằng cái ốc heo không nữa. Chương 342 muốn hãm hại ta. Vậy thì mọi người cùng khóc tan đi quân mặt tà ngạc nhiên cố gắng chống đỡ mồ hôi đầm đìa ưng ừ, bác không có ý nghĩ quả là bu hãn đây là một cái ý nghĩ gì vậy trước kia sao lại không phát hiện hắn có tài như vậy chứ dưới mắt của mọi người khai chiến cùng với thiên phạt chỉ sợ một con chuột trong thiên phạt xâm lâm cũng có thể đưa tin làm sao có thể thần không biết quỷ không hay lén vào hả nếu như thật sự chọn dùng theo đề nghị của ưng bác không tập trung nhân thủ, thần không biết quỷ không hay, lén vào, khẳng định là thành công. Chỉ có điều bị đại quân đối phương, thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn bao dây chém giết. Đây tuyệt đối là chuyện có thể đoán ra trước mắt được rồi. Chém người, giết người, có điều không ngờ lại là chém chính mình. Đối với chỉ số thông minh quân Bắc Hồng, quân mặt Tà rốt cuộc phát hiện mình đổ gián xem ra vẫn còn thật sự là quá bảo thủ, không ngờ mình vẫn còn đánh giá hắn quá cao. Xem ra mỗi ngày tại Tuyết Sơn làm bạn với Quyền ưng, hắn cũng luyện cái đầu của mình như là cái đầu của ưng rồi. Cho đến ngày hôm nay cũng chưa tính là có gì thu hoạch. Quân vô ý thở dài nói, thiên phạt đưa chiến thư ước định ba ngày sau chính diện quyết chiến trước mặt của mọi người đang thương lượng người làm thống soái lại nói đến chuyện tuyển thống soái sao tam thúc ngươi thật sự là hy vọng của mọi người mà Đồng Phương dấn tình hư lại một tiếng tức giận nói. Đầu tiên là người của phong tuyết ngân thành, cực lực đề cử tam thúc ngươi làm chủ soái thực lực tán dương năng lực đứng đầu cuối y đại tướng. Tiếp đó, thiếu trang chủ lệ đằng dân của quyết hồ Sơn Trang cũng mạnh mẽ đề cử, cơ hồ chuyện đã định. Đám người này cực kỳ vô sĩ, rõ ràng chính là muốn mượn đau giết người, mục đích chung chính là muốn tam thúc của người đi chịu chết. Ánh mắt quân mặt tà xoay động nói, ý của Tam Thúc là sao? Quân dù ý dương mày kiếm lên nói, chúng ta cũng chính là muốn giải quyết việc này, mặc dù bị người mượn đau giết người, thì thế nào? Nguyên thú triều chính là hạo kiếp của toàn bộ đại lục, mọi người đều phải chung tay giải quyết. Mà lúc này, quyền chiến cũng chính là chúng ta phải làm. Đại hảo Nam Nhi có việc nên làm, có việc không nên làm. Mặc dù ta không có đi, cũng sẽ có người khác đi. Mà nói lại, ta cũng chưa chắc đã phải chết. Vậy ý của Thúc là Thúc đã nhận lời sao? Quân mặt tà đứng lên, thông thả bước đi hai bước, thận trọng hỏi. Đúng vậy, quân vô ý trầm ổn nói. Ngoại trừ ta ra, người khác căn bản không có cơ hội đề danh. Nếu như ta mượn cớ không đi, đó chính là hành vi sợ chết. Danh vọng của quân gia chúng ta sẽ bị đạt kích nghiêm trọng. Ngày sau có thể tụt xuống vị trí thấp nhất. Tất cả dễ dàng trước đây của gia gia người, phụ thân người, nhị thúc người, hay là hai vị ca ca của ngươi sẽ bởi vì hành động sợ chết của ta mà biến thành hư ảo. Cho nên mặc dù là chết, ta cũng tuyệt không quay đầu. Vẫn là câu nói kia, đại hảo Nam Nhi có việc nên làm cũng có việc không nên làm. Bọn họ sở dĩ nêu tên của ngươi lên, cũng không ngoài dự đoán này bởi vì ngươi không có lãng tránh, cũng không thể lùi bước. Đông Phương dấn tình, hư một tiếng nói biết rõ là thập tử nhất sinh là bẫy rập ngươi còn muốn nhảy vào sao vậy cái gì mà đại hảo nam nhi đây thuần túy chính là ngốc tử thì đúng hơn á cận kề cái chết vẫn không hối hận quân vũ ý khuôn mặt băng sương nói danh dự của quân gia đối với ta mà nói đều nặng hơn hết thảy mọi thứ ta có thể bỏ qua tất cả thế nhưng lại không thể để cho thanh danh quân gia mất sạch ngu ngốc Đồng Phương dấn tình, nghiêm nghị quát một tiếng nói. Người đi mới chính là hy sinh vô ích. Nam Nhi, hảo hán đại trưởng phu, đương nhiên phải đứng ra nhận trách nhiệm, mà thanh danh của quân gia chính là trách nhiệm của ta. Quân vô ý khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua vẻ kiên quyết nói. Quân gia nhất định sẽ không thể dẫn lạc, cho dù là trận chiến này thật sự phải chết, cũng còn có phụ thân, còn có mặt tà, quân gia không bị ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng hiện tại, thân thể của ta là người của quân gia, ta sẽ vì quân gia mà động thân. Ta không phải vì sợ bọn họ hãm hại, cũng không phải là vì muốn làm anh hùng. Thật sự chỉ là quân gia mà thôi, quân gia thật sự không thể suy tàn. Sợ địch trước tiên chính là làm nhục chính mình, quân gia vĩnh viễn không làm chuyện đó. Đông Phương Vấn Tịnh tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, hung hăng dậm chân mắng. Chưa thấy qua cái người nào mà suy nghĩ như là ngươi, mặt ta, ngươi nói đi, Mười năm không dấn quan Tóc dài lưu lại dị quân Hằng đêm dõi mắt nhìn qua thiên hương Kiếp này không thể quay lại Quân mặt tà khẽ ngâm Bỗng nhiên ngẩng đầu Trầm giọng nói Tam thúc Chuyện này thúc sẽ không để ý sao Thanh danh thật ra Cũng chỉ giống như ngoại vật mà thôi Ta cũng không nên để ý Tin tưởng gia gia cũng sẽ không để ý Đối với chúng ta mà nói Tính mạng của tam thúc người mới là trọng yếu nhất không nên quên trên đại tuyết sơn còn có người đang đợi thúc. Nàng đã suy ngốc, đợi chờ 10 năm rồi, mà vẫn còn tiếp tục đợi đó. Thân thể quân vũ ý kịch liệt rung lên, trên mặt hiện lên vẻ đào đớn, một thoáng bao phủ tầng mây đen. Hắn nghiêng nghiêng đầu, gương mặt của mình lại biến mất trong ánh nến buổi tối, khổ sáp nói. Thật là không phải tất cả đều là vì thanh danh. Từ xưa đến nay, chiến trường phơi thay ngàn dạng người, ai mà không có cha mẹ, trong đó ai mà không có kiều thê ấu tử. Quân du ủy ta chẳng lẽ lại là người đặc biệt, chẳng lẽ đáng giá hơn bọn họ, tại sao không bỏ được? Ý ta đã quyết, ba vị đại ca, con cả mạc tà nữa, không cần khuyên nữa. Tin tưởng khi mà ta làm chủ soái ít nhiều có thể có chút hiệu quả, ít nhất so với bọn hắn giá áo túi cơm kia còn tốt hơn nhiều. Quân du ý đau khổ cười nói cho dù là xuất chiến cũng không thể chỉ một mình thúc đi chứ. Quân mặt tà nhãn châu xoay động nói, dù sao cũng phải xuất lĩnh liên quân cùng nhau tiến lên nền chiến, mà trong liên quân đại đa số người của đại thế gia đều phái người đi theo. Trận chiến này nếu như chỉ có Tam thúc ngài mang theo quân sĩ bình thường đi ra cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Mà như vậy mấy nhà kia sẽ chịu dèm pha của người đời những người trong đám gia tộc kia kém nhất cũng là địa quyền, ngọc quyền nhất lưu, thế nhưng trong cái đám quân đội làm gì có cao thủ như vậy. Cho nên, dù thúc muốn dẫn binh xuất chiến, phong tuyết ngân thành cùng quyết hồ sơn trang, thậm chí các đại thế gia cũng phải phái người theo. Hả? Vậy ý của người là, tinh hoàng trong mắt của quân dũ lóe lên, mượn đao giết người, vậy chúng ta sẽ làm như vậy. Quân mặt tà mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dưới ánh đèn lại thêm chói loại. Tựa như là mảnh thú muốn dồ lấy người mà cắn vậy, hắn dùng tay lên hung dữ nói. Đã có mưu hại người, vậy thì phải có một cái giá lớn, muốn cho chúng ta xong đời à? Có thể, nhưng mà phải cả đám cùng nhau đi theo mới được, ai cũng đừng có nghĩ chạy nha. Cả đảm lượng mưu tính với quân gia ta, <laughs> để xem bọn ngươi làm ta đổ một giọt máu ta sẽ lấy mạng của các ngươi để mà thay thế. Mà cái chuyện này á cũng rất có lợi cho Tam Thúc, cũng có chỗ để cho chúng ta lợi dụng. Ánh mắt của quân mặt tà trợn lên, sát khí tuôn ra, đã muốn tính kế với quân gia của ta, như vậy để mọi nhà cùng khóc tan đi, cuối cùng xem nay chết về tai của ai. Nếu như muốn chúng ta đáp ứng nhiệm vụ chịu chết này, như vậy thì nhất định phải có người chôn cùng, dù nói thế nào đi nữa, quyền giả ở khắp nơi tụ tập về đây cũng không có lý do để cho một người cùng với một đám binh lính bình thường đi đối mặt với quyền thú triệu đây chính là thủ đoạn cùng điều kiện của chúng ta nếu như mà không chịu đáp ứng như vậy chúng ta không thể đáp ứng với bọn họ bởi vì đây là một hành động hãm hại trắng trợn bằng vào cái gì ta đi chịu chết mà ngươi thì lại không chẳng lẽ cái mạng của bọn hắn so với chúng ta trân quý hơn sao nếu như đáp ứng đến tột cùng ai chết còn chưa có biết quân mặt tà âm hàng cười cười nói yên tâm khẳng định tam thúc không có việc gì hắn xoay người đi ra ngoài đông phương vấn tình ba người nhìn quân du ý đang ngồi ở đó thở dài cũng xếp hàng rời đi tam thúc người, có ý quyết tử đông phương vấn tình ngửa mặt nhìn trời hít thật sâu mùi vị của rừng núi trầm giọng nói cháu đã sớm biết như vậy rồi quân mặt tà rầu rĩ nói trong lòng người có ý quyết tử cũng không phải là một năm, hai năm. Nếu không phải có gia gia tuổi già, trước kia cháu lại nghịch ngợm, không chừng tam thúc đã sớm. Người cũng đã chống đỡ nhiều năm như vậy rồi, đổi lại người khác đã sớm sụp đổ, tự sát không biết bao nhiêu lần. Mà hiện tại xuất hiện các vị khiến cho cháu có một chỗ giữa cương hoành, cho nên tam thúc người có phần suy sụp rồi. Lời này thật là cũng không sai. Ba người đồng thời thở dài, chuyện năm đó, tin tưởng đối với bất luận một người nam nhân gì cũng đều đã kích khó có thể tưởng. Huống chi tam thúc của người lại là nam tử rất kiêu ngạo. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, nếu là ba người của chúng ta, chỉ sợ cũng sớm đã phát điên rồi. Tam thúc người có lẽ tại 10 năm nay, mỗi một khách đều bị dày dò. Loại tư vị dày dò này sẽ không kéo dài lâu đâu. Quân mặt bà trầm mặt một hồi, đột nhiên thấp giọng nói ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Muốn giải quyết nỗi dằn vặt của quân du ý phải trực diện đối kháng với phong tuyết ngân thành chuyện này há có thể dễ dàng. Ngủ thôi, cháu mệt muốn chết rồi. Quân mặt bà vừa nói dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Cái gì? Ba vị cửu cửu đồng thời ngạc nhiên nghĩ nát óc cũng không ra. Đang nói chuyện nghiêm túc như vậy, đột nhiên cái tiểu tử này phun ra một câu buồn ngủ. Còn nói là mệt chết đi được, không biết bây giờ quân gia đang ở vách núi sao? Tiểu tử này tại sao mà không có tim không có phổi vậy chứ? Ba người đồng thời lắc đầu xoay người rời đi. Quân mặt tà thổi tắt ngọn đèn, ý niệm khẽ động, cả người đột nhiên biến mất trong trứng bồng. Trong hư vô mờ mịt, thân thể của hắn lướt nhanh như gió, thẳng đến thiên phạt song lâm. Thoáng một cái, trong lúc này, tại tòa thành thiên nam, quân mặt tà tự do thi triển âm dương độn cấp tốc lướt đi như sao băng. Hiển nhiên do Tam Thúc đã quyết có ý định tham dự trận chiến này, quân mặt tà cũng phải cấp tốc nghĩ ra vấn đề để mà giải quyết. Chính là mau chóng tiêm hạt trùng tiêu cùng với Hùng Khai Sơn. Nếu như mà hai tên khốn kiếp này có thể làm bị thương Tam Thúc của mình, đây chẳng phải là lũ lụt giọt lên miếu Long Dương sao. Hơn nữa, các người muốn mượn đau giết người, chẳng lẽ ta không biết Giảm chơi như vậy, lão tử còn nhiều món nghề để mà chơi cùng với các người. Đương nhiên lúc này hắn không thể dùng tướng mạo vốn có, vẫn dựa vào cái thân phận ngụy trang là cao nhân thần bí, thỏa đáng nhất. Trong lòng quân mặt tà rất cao hứng, cao nhân xuất mã, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bằng tài sao. Xem ra lão tử hôm nay phải hung hăng bức các người mới được. Tự do bước vào phạm vi của thiên phật xâm lâm, sau đó quân mặt tạ đột nhiên xuất hiện một cảm giác thích ý như rồng về biển rộng, hổ nhập thầm sơn, cơ hồ trong nhảy mắt, hắn đã tiến nhập vào sâu hơn 50 dặm. Là một loại thái độ cực kỳ phóng túng, cực độ thoải mái, vô luận về phần thân thể bên ngoài hay là linh hồn bên trong, tựa hồ trong mỗi một tế bào đều cảm nhận được vô tận thoải mái, loại cảm giác khoái chí này khiến cho hắn càng thêm ưa thích thiên phạt xâm lâm này cái chỗ này trong truyền thuyết là nơi nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất của quyền quyền đại lục, nhưng mà đối với quân mặt tà mà nói, lại là một địa phương thoải mái nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 77, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.